Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Nói cho mọi người để dễ hình dung á, nó là cá, cá trừ kiến đi, cá trừ hồ. Cá trừ hồ á. Con này là con là 46. Nó có thêm một cái tên hay thường gọi là zebra. Em nói nó ăn chay, trong tự nhiên nó sẽ ăn cái gì ta? Rong rêu nè, rong rêu nè, gỗ lũa nè, cái bộ gai của nó. Đúng rồi. Rất là to, anh coi những con bên hồ bên kia đó. Thì cái kết cấu là cơ thể body này nọ, màu sắc đó, gần giống như nhau luôn. Thường là một tuần em sẽ thay hai lần. Một tuần hai lần luôn? Một tuần hai lần, một lần như vậy là khoảng 70-80%. Wow, nhìn nó sinh động ha, dạ. Quá sinh động. Ví dụ như con 4 mấy cm mà ví dụ mình cho ăn tép là nó lủm lần nguyên con không ta? Hay là nó cũng rỉa dạ, cái bầy nó có gai rồi các bạn. Bầy có gai. Con mẹ rất là vô dụng, chỉ có là mang trứng thôi. Còn tất cả những việc còn lại là trống hết, là con bố lo hết. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, bình thường đi quay buổi sáng không à, nhưng mà hôm nay là đi quay buổi tối ha. Tại vì hẹn được một người bạn này chơi những cái dòng cá khá là đỉnh, khá là lạ mắt luôn. Nhưng mà bạn đó là phải đi làm buổi sáng, cho nên là phải hẹn với buổi chiều tối này mới hẹn được nhau ha. Đây là bạn Phi. Hello em ơi. Rồi, chào anh. Hello dạ. Phi. Ok, đây là bạn Phi ha. Là chủ rồi. Của cái dạng hồ cá ở đây. Thì sẽ nhờ Phi chia sẻ cái đam mê của mình. Em ở đây là cá mà em gọi là cái chủ đề chính của em á, cái đam mê nhất của em là dòng cá nào em? Dạ vẫn là dòng cá lê cô anh. Lê cô. Dạ. Lê cô là tiếng Việt mình hay gọi là cá lau kiến đúng không? Lau kiến là mình gọi á, nói chung là cá cá tầng đáy. Cá tầng đáy à, nhưng mà nó không có có nghĩa dịch về nghĩa ở Việt Nam à. Nhưng mà thường nói cho mọi người để dễ hình dung á, tại vì con này rất là phổ biến. Đúng rồi, nó là cá trừ kiến đi, cá trừ hồ. Cá trừ hồ á. Cái dòng lá cá lê cô thì nó giống như Phi vừa giải thích, có nghĩa là nó là sinh sống ở cái tầng đáy đó. Thì nó có rất là đa dạng đúng không, nhiều dòng khác nhau, nhiều dòng. Và Việt Nam mình thì quen gọi là con cá chùi kiến hoặc con cá lau kiến đó các bạn. Đúng rồi. Nhưng mà nó không có gọi là gói gọn trong cái chức năng đó ha, mà nó là cái dòng rất là rộng, rất là nhiều dòng. Em có thể giới thiệu, thật ra anh cũng không có rành về cái dòng cá này, em có thể giới thiệu cho anh cũng như là mọi người biết từ cái cơ bản của nó luôn như thế nào. Dạ, cơ bản thì thường á là cá lê cô á là nó có nhiều dòng, nhưng mà có gọi là ba dòng cơ bản cho mọi người dễ hiểu và mới tập chơi nghiên cứu á. Thì một dòng á là sẽ gọi là dòng Fibonacci chết, là tên tiếng tên tiếng nước ngoài của nó và tên khoa học á, tên nó tên khoa học. Thì là những dòng cá nhỏ, ví dụ như là đây. Đây những cá nhỏ nè. Ồ giống ngựa vằn quá. Dạ. Đẹp quá. Con này là cái mã số nó là L46. Còn ở trong mới có con vằn hơn, hoa vằn hơn chút đó là 236. À cái này là nó định danh bằng mã số luôn hả ta? À, có con có vừa có số vừa có tên. À. Có con thì có tên không có số. À. Có con có số thì không có tên. Tiêu chuẩn nào mới có số hay là cái này là số? Thì khi mà những người mà khai thác ngoài tự nhiên á, họ tìm kiếm những nhà nghiên cứu á, thì khi mà họ tìm được mã nào thì họ sẽ đánh dấu ký tự là đặt tên cho mã. À dạ, như con này là con là 46. Nó có thêm một cái tên hay thường gọi là zebra. Zebra, ngựa vằn á. Ngựa vằn đó. À. Dạ. Quá đẹp luôn. Đó là những dòng này dòng nhỏ. Cái này là nó ngựa vằn, còn bé bên trong là nó cũng vằn mà theo kiểu như là bông luôn ta, nó bông. Dạ đúng rồi, nó vằn nhưng mà nó đứt khúc. Đúng rồi, đứt khúc dạ. Nó bông á, đẹp quá. Có con trong này à, còn con chấm bi nữa. Dạ, chấm bi là lại dòng khác. Nói chung là nhiều dòng lắm, nhưng mà em chỉ giới thiệu những dòng cơ bản như là dòng nhỏ. À. Dòng nhỏ, những size này là max size là chỉ có 10-12 cm. Max size gọi hay em? Như con này là chưa, vẫn còn lớn nữa, nhưng mà đó, max size là như cái con bự ở trong á, cái con mà sọc. À ok. Sọc tầm đó. Khoảng hơn 10 cm chút xíu. Dạ, hơn 10 cm đó. À. Ôi đây còn bạn gì nữa nè. Dạ, bạn này thì màu vàng luôn đó. Nó cũng là dòng không, nó một dòng khác nhưng mà là em đang khái quát là những cái dòng mà chỉ có kích thước nhỏ thôi, đúng không? Kích thước nhỏ thôi chứ không có lớn. Quá đa dạng luôn. Dòng thứ hai á muốn giới thiệu với mọi người á là dòng Royal. Đây. Dòng này là chuyên ăn chay. Chuyên chay. Ăn những rau củ quả thôi chứ không có ăn mặn như là những thức ăn mà có độ đạm cao, nó không ăn. Ồ, ăn rau củ quả luôn hả? Dạ đúng rồi, giống như dưa leo nè.
bí đỏ nè, rồi bí ngòi nè, mình thả vô. Cái dòng cá này, cái xuất xứ nó từ đâu ta? Xuất xứ mà nó thì nó cũng nhiều nguồn, nhưng mà nhiều nhất, đa dạng nhất, phong phú nhất vẫn là dòng sông Amazon. À, sông Amazon Nam Mỹ, khu vực Nam Mỹ. Khu vực Nam Mỹ á. Ủa như bé này nó ăn chay, trong tự nhiên nó sẽ ăn cái gì ta? Rong rêu nè, rong rêu nè, gỗ lũa nè, những cái mảng bám ở ngoài á. Thì nó sẽ ăn đó nè, nó đi phân ra đen thui. À, đây là phân của nó đó. Dạ, nhược điểm của nó là nó ị rất là nhiều. Tức là mau dơ nước. Anh thấy các bé này nó khá là thụ động đúng không? Nè, như bên này thì cũng nằm yên không à? Dạ. Thì cái điểm nào nó sẽ thu hút em nhất? Lần đầu tiên em gặp nó, thường thường người ta thấy cái sự năng động của một con bé nào đó dễ thương đáng yêu gì đó, người ta mến nó hoặc là nó đẹp thì sao đó. Còn mấy bé này em thấy cái điểm nào hấp dẫn ở nó? Hấp dẫn thì ở những bé này em thích cái ngoại hình á, cái bộ gai của nó ngầu. Ngầu. Nó giống như những cái này là dòng này là em mê nhất là cái bộ gai của nó. Đúng rồi. Rất là to, anh coi những con bên hồ bên kia đó. To, màu sắc nè, body nè, gai nè. Cái tập tính thì mình không nói là nó cũng độc lạ, nó nằm ở dưới nó gọi là cái nó phân chia khu vực lãnh thổ của nó. Con này gai đẹp quá. Dạ, có những con lớn hơn, có con bên kia lớn hơn nữa, gai nó còn to hơn nữa. Dạ, những dòng này dòng thứ ba em muốn giới thiệu với mọi người là dòng gai. Là những dòng như vậy nè, body giống nhau nè. Đó, nhưng mà nó khác nhau, khác màu sắc, khác hoa văn. Độc đáo quá ha. Cái gai này chắc cũng cứng nè. Các bạn thấy cái kết cấu miệng của nó là để nó gọi là nó ăn ở tầng đáy nè ha. Như cái máy hút bụi vậy. Đúng là độc ha, thiên nhiên đủ hình thái. À, dấu trên nó hai lỗ mũi, đủ hình thái hết trơn á. Rất là đẹp, một lát mình sẽ nhờ Phi sẽ chia sẻ kỹ hơn. Kìa kìa, trong kia các bạn kia đang... Dạ, dòng nó dòng chấm bi á. Dòng chấm bi cũng đẹp quá ha. Nó là lò 14. Em nhớ hết mấy cái thông tin tên này chắc cũng đuối rồi, chắc cũng phải có thâm niên chơi lâu, từ nó thẩm thấu vô đầu mình. Dạ. Chứ nhiều mã đôi lúc mình sẽ quên. Đôi lúc mình một lúc nào đó cái tự nhiên mình quên đó, không nhớ nó mã gì, nhưng mà ngồi nghiệm lại hồi là mình sẽ nhớ. Cái này nó khó nhất là phân biệt giới tính nè. Rồi xong việc mã, có những mã là nó gần nhau á, thì cái kết cấu là cơ thể body này nọ, màu sắc đó, gần giống như nhau luôn. Nó có tiêu chuẩn gì không em? Nó có tiêu chuẩn gì để mình biết hàng nào đẹp, hàng nào xấu hay là dạ sao? Dạ có chứ. Dạ có chứ. Mỗi mã, mỗi dòng nó sẽ có cái đẹp khác nhau. Tùy vào cái cách đánh giá nữa, nhưng mà nếu đánh giá chung thì một con cá mà muốn đẹp thì đương nhiên phải cân đối trước. Đúng rồi. Màu sắc hài hòa, ổn định mà màu đẹp đó nha, màu đúng chuẩn của nó. Chứ không phải mình cho ăn màu nhiều quá thì nó lên cái màu nó lại không có đẹp. Nó sẽ bị lem màu. Có những thức ăn kích màu. Khi mà cá mình ăn nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới con cá là nhìn cái màu nó không được đẹp. Với lại nó sẽ coi như có thể nó đẹp trong cái khoảng thời gian đó, sau đó nó sẽ rớt. Nó sẽ rớt, nếu mà mình ngưng không cho ăn là nó sẽ rớt màu. Như cỡ bé này là massage cho em? Dạ chưa đâu. Chưa đâu hả? Ở đâu đây có con nào khủng hơn á? Bên đây có một con trong đây nè, size 40 mấy. Con này chỉ có mới 3 mấy thôi. Ôi cái màu đen nó đẹp quá các bạn, nó đang mung luôn á, đang y như zombie lúc nhỏ, y như zombie ego của mình lúc nhỏ, đang mung luôn. Dòng này gọi là dòng vua của cái bầy đen. À, vua của bầy đen. Vua của những cái đó, cái màu nó tối á. Bên đây em nuôi hai hồ riêng biệt, là một màu là màu đen, một màu là có màu sắc hơn chút. À, tí nữa em tắt cái lọc đó. Thường tụi này á, mỗi lần em cho ăn là em hay tắt lọc. À, thì nó sẽ có tạo một cái thói quen là cái mỗi lần tắt lọc là cá nó sẽ hoạt động, nó sẽ linh hoạt hơn. Giống như nãy anh nói là nó bình thường á, nó chỉ có một chỗ nó bám lụa, bám kiếm chỗ núp thôi. Nhưng mà khi mà mình cho nó ăn á thì nó sẽ linh năng động hơn, năng động hơn. Nó bơi ra tập trung nhiều hơn. Thì cái việc tắt lọc này là em giống như em cố tình em tập luyện cho nó để mỗi lần mình cho ăn nó sẽ hoạt động mạnh hơn thôi, đúng không? Dạ đúng rồi. Mình cũng muốn biết là cái lúc mà cho ăn á, con cá nó linh động hay như nó khỏe không. Còn nếu mà thật sự trên người nó chất lượng nước nó không có tốt, hoặc là nó đang có bị bệnh á, thì
cũng chính là cái lúc ăn á mình sẽ thấy được là nó có bệnh hay không. À, coi nó bình thường nó lanh mà hôm nay dạ, thấy nó lừ đừ nó siêu siêu lừ đừ mà đồ ăn đưa tới miệng luôn mà nó không ăn nữa là hiểu là con cá này có vấn đề, là một là stress, là hai là có bệnh trong người. Ôi con này màu sắc đẹp quá ta. À. Hay cái vây đồ nó vàng đẹp quá ta. Con đó là L25. Em có mấy cái hồ cá chất lượng quá, càng nhìn càng mê, từ cá tới lũa đồ này nọ. Quá mê. Cái này anh em chơi Leco chắc cũng đông ha. Dạ cũng đông. Nhưng mà nếu mà nói về chơi mà gắn bó lâu dài thì ít. Ít. Dạ. Có nghĩa là khi lúc đầu á, mọi người chơi cứ gọi là ham cá. Mình mua rất là nhiều. Mà mua liên tục luôn. Có nghĩa là mình không có khái quát được là cá thì mua như thế nào, rồi cách dưỡng cá trước khi vào hồ cộng đồng thì như thế nào. Mấy bạn cứ mua về là thả vào, mua về thả vào hồ cá thì trong cái quá trình vận chuyển nè, cá nó mang mầm bệnh ở hồ cũ hoặc là thay đổi môi trường nó sẽ bệnh. Là nó lây những cái hồ, lây nguyên cái hồ, nguyên cái hồ cũ mình đang nuôi luôn. Thì cái đó là giống như trường hợp chung của anh em mới nuôi chơi cá. Thì cá nó chết, mà cá thì lại mất tiền. Mà chết không phải chết một con hai con, chết cả hồ. Thì khi mà chết cả hồ rồi á thì nó nản lại bỏ luôn. Đó, còn những bạn nào mà chơi lâu năm, có nghiên cứu, có làm theo đúng quy trình hết thì mình chơi bền thì chơi con cá nó càng ngày càng nhiều hơn và chất lượng cá nó tốt hơn. Giống như mình chọn lọc, thời gian đầu mình chơi mình không biết, mình mua có thể những hai ké bé nó đang làm gì kìa, hai bé nó đang làm gì, hai bé đang đánh nhau hả? Đang đánh nhau hả? Đó, con này là con đầu đàn nè, alpha nè. Nó hồ, độc vị quá, nó quá lạ lắm luôn. Rất là, anh nghĩ rất là người biết cái thấy một cái con cá nó độc đáo như vậy luôn á. Đẹp ghê. Một lát nữa anh thấy ở đây em cái phong cách chơi của em quá hay luôn, có nghĩa là ngoài cái chuyên môn về con cá này em còn kết hợp được cái hồ cá cộng đồng rồi nhiều loại cá khác nhau. Dạ. Rồi cách chăm sóc nữa, cho nên là lát sẽ làm phiền em nhiều clip cho mấy bạn khán giả coi cho đã nha. Dạ ok. Em cái con Pleco này á thì gọi là nếu mà anh em newbie chơi đi thì em có cái lời khuyên nào để cho anh em có thể mà nhập môn nó gọi là bớt có chày chật không, đỡ hao phí gọi là học phí đồ này nọ? Dạ thì có, em có lời nhắn nhủ đối với mấy anh em mà newbie á, thì khi mà chơi những dòng mã này thì đương nhiên những con mà mình đập vô mắt của mình á đầu tiên mà cảm thấy đẹp nhất thì đương nhiên những con đó nó sẽ mắc tiền, đồng nghĩa nó mắc tiền nhất. Đúng rồi. Giống như nãy anh thấy cái con zebra đó. Thì thường anh em là hay thường mới chơi là nếu mà có điều kiện chút xíu thì thích mua những con đó. Đúng, anh là anh mua luôn á. Dạ đó, đúng rồi. Nếu mà thường là cái con đó chính là cái con đầu tiên mà đập vô mắt em mà để mà em đến với bộ môn Leco này luôn. Mấy năm rồi ta, em đến bộ môn mấy năm rồi? Dạ hơn 4 năm rồi. Hơn 4 năm. Nhưng mà là khi mình chơi xong rồi mình mới nghiên cứu từ từ mình sẽ đúc kết ra là mình sẽ tìm hiểu thêm là những cái dòng này nó có khó nuôi không, nó có dễ có mắc bệnh, những cái bệnh mà thường gặp của cá hay không. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, khi mà mình xác định là nuôi Leco là chính hay là phụ so với hồ cộng đồng thì mình sẽ chọn những con cá nào nó phù hợp hơn, phù hợp với những cái con cá mà còn lại phụ kiện trong hồ của mình nó còn lại á, nó có hòa hợp để nó sống chung được với nhau hay không. Còn cái này nữa ha, coi nó là nhân vật chính hay nhân vật phụ để mà mình sẽ đắp khác nhau. Nếu mà chính thì mình sẽ đầu tư theo kiểu chính là của nó, thì đương nhiên là cái hồ mình sẽ chuyên về những cái hốc hang lũa để cho cá nó ẩn trú, có nghĩa là làm sao mình tái hiện được cái môi trường tự nhiên của nó nhiều nhất có thể để cho nó sống nó vui vẻ thì con cá nó mới khỏe. Đó. Mà cái thứ hai quan trọng nhất nữa là mọi người thường mới chơi là ham mua cá lắm. Cứ thấy con này đẹp rồi xong cái rồi lấn lá tìm hiểu thêm thì lại thấy những con khác cũng thích luôn thì cái mua thêm. Đó giống như hồi nãy là chủ đề là hồi nãy em nói là cứ mua cá mới liên tục mà không có quy trình để mà mình dưỡng cá cho nó phù hợp với lại cái môi trường nước của nhà mình á. Thì khi mà để vậy thì lại ảnh hưởng tới những cá cũ và dẫn đến cá chết, rồi mình nản mình bỏ thôi. Còn rất là nhiều dòng cá để Leco để mình chơi, nhưng mà khi mà anh em tìm hiểu rồi á thì phải nghiên cứu kỹ rõ là cái tập tính của nó nè,
ăn uống nó như thế nào nè, rồi có phù hợp với lại cá hiện tại mình đang nuôi hay không, chứ không phải là cứ một hồ bé tí à mà cái vô biết bao nhiêu cá bao nhiêu mã vô trong đó thì tới một hồ nó đầy thì nó lại phát sinh bệnh là chết cá thôi. Cái mật độ nó dày quá nó sẽ phát sinh những cái bệnh cộng đồng. Dạ đúng rồi, nếu một con bị nấm là nguyên hồ bị nấm luôn, hoặc là một con sình bụng thì cái làm hư nước rồi chất lượng nước là những con kia cũng bị nhiễm khuẩn rồi cũng bị sình bụng luôn. Đó mình cứ cho ăn nhiều vô không thay nước. Ok các bạn, đây là những cái chia sẻ của bạn Phi với lại mọi người mà mê cái dọc Leco này mà muốn gọi là bắt đầu cuộc chơi á. Là thứ nhất là đừng có ham mua quá, đúng không? Dạ. Tìm hiểu cho kỹ rồi cứ từng bước khi mà về thả cá rồi là cũng phải có thời gian gọi là thích nghi, dạ, làm thích quen với môi trường. Dạ. Và phải nuôi nuôi riêng trong cái hồ riêng đúng không ta? Dạ, để mình coi khoảng chừng bao lâu là bắt đầu mình thấy bé nó có thể thả vô cái hồ chính của mình được ta? Nếu mà kỹ á thì theo em thì nên là nửa tháng ngày. Còn nếu mà thấy cá khỏe hoặc là mình tin tưởng vào tay nghề của mình cứng rồi đó thì tầm khoảng một tuần là ok là một được. Tuần là ok. Dạ giống như đó, đây là cái hồ mà em đang mới cá mới mua nè, à đây em đang dưỡng nè, chưa có thả hồ cộng đồng đó. Này em thả vô đây được bao lâu ngày ta? Em mới thả được 2 ngày à. 2 ngày ha. Dạ. Thì khi con thả cá mới về nhà mới mình thả vô cái hồ nuôi vậy thì những cái biểu hiện nào để mình có thể đánh giá bé này nó khỏe hoặc là bé này nó không khỏe? Những dòng cá khác thì em không biết, nhưng mà riêng Reco á thì nó có những biểu hiện như là nếu mà không khỏe thì hai con mắt nó sẽ thụt vô sâu. À rồi. Thụt vô sâu nè, bụng tóp nè. Bụng tóp, bụng mặt dưới của nó giống như nãy anh thấy á, mặt dưới nó sẽ tóp bụng lại. Người cơ thể là nó gầy gò đi, là nó cơ thể nó yếu. Hoặc là nó bị xuất huyết ra. Nó tụt nhớt nè, anh em mình nuôi cá là bây giờ biết tụt nhớt nè. Rồi cái xuất huyết mà trên vây trên người á là nó đỏ người lên, là cá nó không khỏe, nó đang có vấn đề. Còn không có triệu chứng, những triệu chứng nãy em nuôi trên á thì là cá đang tốt. Okay. Mà đặc biệt luôn là mới mua cá về dưỡng cá không nên cho ăn. Không nên cho ăn. Mọi người cứ thấy cái về cái xong cứ thích cảm giác được cho ăn, đúng cho rồi, cá rồi. Ăn này nọ thế kia, nhưng mà chính vì những cái mà nó không thích nghi đó kèm với lại cái việc mà mình chăm sóc nó không có đúng cách là cho ăn liền thì nó làm hư nước dẫn đến nó đang yếu, nó đang mới thay đổi môi trường á, sức đề kháng nó không có thì nó lại bệnh. Bệnh là dẫn đến nếu mà cứu chữa không kịp thời nó sẽ chết luôn. Ví dụ mà nuôi vét về mà vừa mới đem nhà mới về mà hay gọi là dồn cho ăn á thì cái này là tâm lý chung ai cũng bị á các bạn, mà không phải riêng cá nó, con nào cũng vậy á. Dạ, về là cái thích cái cảm giác thấy nó ăn là cảm giác thoải mái à. Nhưng mà đối với những con vét mà nó được vận chuyển xa hoặc là nó thay đổi môi trường về, các bạn là chúng ta nên cho nó yên khoảng một thời gian, cho thời gian nó thích nghi nó. Cá đâu mà mới đem về rồi bên trong anh nghĩ nó cũng nhộn nhạo hết luôn mà cho nó ăn vô là dễ phát sinh bệnh đó. Dạ đúng rồi, chính xác luôn. Rồi cái dòng cá Leco này nó có dễ bị bệnh không em? Nó có hay gặp những cái bệnh gì không? Anh nhìn cái bề ngoài nó anh cảm giác nó rất là châu bò luôn, rất là khỏe mạnh luôn. Dạ, thì anh không biết là nó có trong thực tế thì nó có nhiều cái bệnh gì không? Nhưng mà thực tế của nó là nó bệnh cũng dễ bệnh đó. Nhưng mà cũng không có phải mà công chúa lắm. À nó cũng gọi là vừa phải thôi. Nếu mà mình biết cách chăm sóc, biết cách tạo cái môi trường sống, tạo môi trường sống cho nó tốt thì cá gần như nó khó bệnh. Một số bệnh thường gặp cái dòng này là cái gì, là giờ bệnh gì? Bệnh cho ăn nhiều là bị sình bụng nè, là cái nhất nè. Cái thứ hai là nấm thì nó ít bị hơn, nhưng mà con cá này nó bị stress. Dạ stress. Nguyên nhân tại sao bị stress thôi? Stress thì nó có nhiều nguyên nhân, giống như là chuyển hồ nè, mới nè, hoặc là nó bị đánh. À bị đánh. Bị đánh trong hồ. Nó bị chảy xước nhiều quá, giống như thương tích bị thương vậy đó. Bị thương nhiều quá rồi mình không có cứu chữa kịp thời đã chết. Rồi đang có vấn đề nguồn nước mình không tốt. Thì ảnh hưởng đối với nước của Leco thì có cần lưu ý gì không? Chỉ số, các chỉ số rồi. Dạ chỉ số thì em thấy là pH chỉ số thì cũng giống như nuôi cá bình thường thôi, nhưng mà là sạch là được. Sạch là được. Cái quan trọng nhất, cái đơn giản nhất vẫn là cái quan trọng nhất mà khó làm nhất là làm sao giữ cho nước sạch. À tụi này cái tiêu chí của nó là phải sạch. Dạ tại vì nó ị rất là nhiều. Nó ị nhiều, mau dơ nước. Anh biết rồi, ăn cũng nhiều, ăn khỏe ị nhiều thì nó cái quy trình mà phân hủy cái độc tố trong hồ là nó chậm. Mà bắt buộc mình phải thay nước. Thay nước là để sao, để có nước mới vào, cái nồng độ mà độc tố nó giảm đi, nó loãng ra thì cá nó khỏe.
Như cái hồ này của đây các em là khoảng bao lâu thì em thay nước định kỳ? Thường là một tuần em sẽ thay hai lần. Một tuần hai lần luôn? Một tuần hai lần, một lần như vậy là khoảng 70-80%. Wow. Là cái này là em gọi là tập cho nó, tập tính cho nó quen rồi. Nhưng mà nếu ví dụ như những bạn mà mới chơi á thì mình nên thay là khoảng 50, từ 30-50% hồ là được. Nếu vậy theo anh cái vấn đề mà theo em á, theo em trước đi. Dạ. Cái vấn đề khó khăn nhất trong cái gọi là nuôi chơi Leco á thì cái khó khăn nhất là cái gì? Cái khó khăn nhất là mình phải tập cho nó cái thói quen sinh hoạt ăn uống và định kỳ thay hồ, để định kỳ thay nước. Thay nước. Anh thì anh thấy cái khó nhất của cái bộ môn này là vấn đề nước á. Dạ. Tại vì một tuần mà thay hai lần là nhiều á, một lần mà thay mà tới 70-80% mực nước là nhiều lắm á. Dạ đúng thay rồi. Là phê á, thay nhiều lắm, nhưng mà có nghĩa là cái việc thay nước á cũng đồng nghĩa với lại cái việc mà anh cho ăn như thế nào. Anh cho ăn cái mật độ nó dày, một ngày anh cho ăn hai lần hay là hai ngày anh cho ăn một lần, thì cái mình càng ăn càng nhiều ngày lần trong một ngày thì mình phải thay nước nhiều hơn, phải thay nước đều đặn hơn. Còn nếu ví dụ như là ba ngày, giống như những lần em đi công tác xa đi, em không có ở đây nhiều, không có thể chăm sóc, không có thể cho ăn, thì những ngày đó em không cho ăn, và đồng nghĩa là em cũng hạn chế thay nước luôn. Có nghĩa là mình không cho ăn nhiều thì nó không có ị nhiều, không có ị nhiều thì nó đâu có dơ nước đâu mà nước không có hư thì mình không thay, đúng không? Thay nhiều. Cái sức chịu đựng của dòng Leco này, ví dụ như em đi công tác khoảng chừng 5-6 ngày không cho ăn luôn thì có ảnh hưởng gì không ta? Dạ không, không ảnh hưởng gì hết. Như em nói á, là khi mà cá mới về anh có thể cho nó nhịn đói tới 15 hoặc 20 ngày. Không đến vấn đề gì hết. Có bị ốm đâu lại không? Có thể nó ốm hơi chút xíu thôi. Còn nếu mà do mà nó ốm nhiều quá là do bản thân của nó đang có bệnh, vấn đề sức khỏe, bệnh gì đó không tốt. Còn bản thân tụi nó nếu mà mình không cho ăn thì nó sẽ kiếm ăn những cái mảng rong rêu bám trong hồ á, những cái tảo rồi trong hồ á, là nó sẽ tự nó đi kiếm ăn. Và giống như mọi người cứ nghĩ là công năng của nó là chùi hồ, chùi kiến. Thì thực tế ra cái con mà chùi hồ, chùi kiến, cá ruộng của mình á, cá ngoài thiên nhiên á, nó ăn là nó ăn thức ăn ăn tạp thôi, nhưng mà do mình bỏ trong hồ nó không có gì để ăn, bắt buộc nó phải ăn những cái mảng bám ở trong hồ để nó sống. Là mình cứ nghĩ nó là chùi kiến, thực tế từ cái lúc mà em chơi những con này tìm hiểu sâu là chưa thấy nó chùi kiến lúc nào chơi. Hôm nay nhờ em nói anh mới gọi là vỡ ra luôn á. Trong đầu của mình, tại vì mình cũng không phải là dân chuyên về cá mà nhất là dòng cá Leco này, thì đó giờ trong đầu của mình cứ định hình định danh cái con cái dòng Leco này là cái dòng cá chức năng, giống như mọi người vẫn hay hình dung nó là con cá để gọi là ăn những cái tạp chất, những cái phân hoặc là những cái rong rêu đồ trên hồ thôi. Dạ. Đó, chứ hôm nay là Phi mới cho mình biết là với lại quan trọng hồi nãy Phi nói là bạn chọn nó là nhân vật chính hay là giai phụ nữa. Dạ, đó. Thì nếu mà nói là nhân vật chính là không có rong rêu cho nó ăn rồi. Dạ. Đúng không? Phải cho nó ăn đồ ăn rồi. Mà nó đã cho nó ăn đồ ăn đầy đủ rồi, nó không có vệ sinh, nó không làm được gì á. Kể cả cho nó đói luôn, như những dòng này á là nó chuyên ăn mặn. Ăn những cái chất thức ăn có đạm nhiều. Ví dụ là đạ lắm, em nó cho ăn gì ta? Giống như em cho ăn tôm nè. Tôm. Hoặc là thức ăn chuyên dụng. Ừ. Thức ăn chuyên dụng như là những cái thức ăn mà có lượng đạm nhiều á. Em cho ăn loại thức ăn là hikari của Nhật á. Đạm nhiều thì nó chuyên ăn những dòng đó thôi. Còn bây giờ anh thả giống như thả đồ ăn chay, giống như hồi nãy cái hồ em nói là thả dưa chuột, bí đỏ rồi, bí đỏ, bí ngòi rồi vô thì nó lại không ăn. Nó không chịu ăn, tại nó chỉ ăn chay những cái mùi, những cái thức ăn nào mà có dậy mùi nhiều á, tanh hôi nó sẽ ăn. Ngon hay ha. Mọi người cứ nghĩ là nó sẽ hút nhớt cá, nhưng mà thực tế ra là cá này nó không phải là cá hút nhớt cá, mà do con cá nó bệnh. Nó bệnh, nó yếu thì nó tiết ra cái nhớt đó, nó tiết ra cái mùi hôi tanh đó. Thì nó thu hút những con này, giống như con này là ăn những thức, những dòng ăn thức ăn sắc thối vậy đó. Tanh hôi. Ồ vậy là hả? Nó tới, nó bu tới. Ồ. Chứ thật tới con cá mà khỏe đó, giống như mấy con này nó khỏe, có bao giờ nó bu vô tới được đâu. Đúng không rồi. Bao giờ luôn. Trừ khi nào nó chết rồi á, bắt đầu nó mới bu tới, nó mới rỉa, nó mút. Giống như nó ăn đồ hải sản sashimi gì đó, kiểu vậy đó. Đúng là đi một ngày đàn không bao sàn khô các bạn. Nhờ đi gặp nhiều anh em, nhiều ngành nghề, mỗi anh em thì chuyên sâu một mảng, cho nên là mình cũng tiếp thu được rất là nhiều cái. Chứ còn không mà cứ gọi là
nghe người này người kia rồi tự mình hiểu ra thì cứ định hình đó là một cái con cá chức năng, nhưng mà thật sự không phải ha. Đây là một con cá mà có thể là hoàn toàn thành một nhân vật chính trên sân khấu luôn, tại vì rất là đẹp luôn mà rất là ấn tượng, rất là lạ luôn. Anh thấy ở đây em có bỏ lá bàn nữa là để cân bằng cái pH nữa ta. Lá bàn thì để giảm stress ha, giống như cá mới về thì mình cho nó lá bàn để nó ổn định nước ha. Ok. Em có tới giờ cho nó ăn chưa? Dạ đúng rồi, đây em cho ăn, nhưng mà em đừng cho ăn mồi tươi nha, ăn mồi tươi là bị lên đường á, em cho ăn mồi cám thôi. Dạ em sẽ cho ăn một ít cám. Ở đây thì em có bán nhưng mà đó, đa phần là em bỏ vô trong hộp sữa của con nè, tận dụng nè, để cho nó ăn. Mình có hỏi Phi á là em ở đây là em chơi thôi hay là em kinh doanh về cái lĩnh vực cá này, thì Phi nói là chơi thôi anh ơi. Lúc trước cũng có tính làm kinh doanh nhưng mà là không có thời gian, không thời gian để mà làm cái việc kinh doanh này, cho nên là chơi thôi. Với Phi cũng nói cái ý rất là giống mình ở cái chỗ là đã xác định kinh doanh là không có con cá đẹp để chơi, tại vì cỡ nào cũng bán cao hay bán thấp thôi, còn xác định chơi thì mới có những cái hồ đẹp như thế này. Lát mình sẽ còn quay kỹ cho các bạn coi nữa ha. Bây giờ sẽ coi Phi cho các bạn ăn. Cám sẽ được bỏ vô đây ngâm cho tan ha em. Dạ ngâm cho nó chìm á, với cám này nó hơi nhẹ, mặc dù là cám chìm nhưng mà nó sẽ hơi nhẹ, nó sẽ lên còn trên mặt hồ á. Em biết là cá tận đáy mà nó đâu có lên mặt đúng hồ rồi, đâu mà lên nó hồ. Giống như những gồng cái khác đâu. Để coi coi một lát mình sẽ nhờ Phi chia sẻ về các bạn cá trong cộng đồng này có những cái điều cần phải lưu ý khi mà kết hợp với nhau như thế nào, lúc mà thả hay sao. Cái hồ này nó hơi tiếc cái là nó sẽ nhát người khi mà cho ăn á, thì bình thường mình ăn có mình em mà nó không sao. Bữa nào mà đông gặp người lạ mắc cỡ à, nó mắc cỡ. Cái hồ bên đây á thì nó nhốn nháo hơn, nhìn nó sinh động ha. Quá sinh động đó, anh thấy không, có con 40 mấy cm, nó là đó là múp rồi đó ở trong á. Ví dụ như con 40 mấy cm mà ví dụ mình cho ăn tép là nó lủm là nguyên con không ta, hay là nó cũng rỉa? Dạ nó cũng rỉa chứ nó không có nuốt nguyên con. Nó cái đặc tính của nó sẽ múc từ từ vậy. Múc dạ. Cái mỏ nó như cái máy hút bụi vậy mà. Dạ, đó. Mấy hồi bởi con bên đây thì anh thấy nó dễ, nó linh động hơn bên kia. Bên hồ bên kia thì nó hơi nhát rồi đó. Anh nhìn sơ qua bây giờ nó mới chịu ra ha. Hồi nãy nó không có ra liền, nó nhẹ nhàng thôi. Ô hay mình cắt clip từ đây để mình câu view vào clip sau. Hấp dẫn quá. Nó nhìn cái miệng nó ăn rất là hay ghét luôn á. Nó hai nghe cái miệng hai bên nó có hai cái sợi râu nữa ha. Dạ, giống như remap à. Remap nó có chức năng gì không em? Dạ, cái đó là cấu hình của nó, cấu hình cơ thể của nó vậy thôi. Cái vây nó có gai rồi các bạn. Đó, vây có gai. Vây gai thì mọi người cũng biết rồi, nó chức năng để bảo vệ đó. Giống như gọi là hai cánh tay đắc lực của nó đó, để nó bảo vệ. Khi cái tập tính của tụi này nó hay lắm, nó khi mà nó làm tổ làm hang á thì hai cái vây nó sẽ giữ chặt. Khi trong một cái hang hoặc là một cái ống tre, ống gỗ đó thì nó banh ra vậy nè. Nó banh ra nó giữ chặt, là có nghĩa là không cho cá khác vào để ăn con của nó. Cái tập tính nuôi con của nó rất là cũng thú vị lắm á. Như là bản năng người mẹ là đỉnh cao đúng không? Bản không, cái dòng này á thì lại là con bố nuôi. Con bố nuôi. Con mẹ rất là vô dụng, chỉ có là mang trứng thôi. Còn tất cả những việc còn lại là chống hết, là con bố lo hết. Lo từ đầu đến cuối luôn. Bảo vệ ổ rồi cho ăn kiếm mồi rồi là con bố làm hết luôn. Con chống hết. Mà rồi. Cái lúc mà nó gọi là kiếm bạn tình á cũng là một cái phần đặc sắc của nó nữa. Tại vì cái những cái phần này á là chỉ có mình anh nuôi thì anh mới quan sát được thôi. Đúng ví dụ rồi. Như có những cảnh em sẽ quay lại được. Nhưng mà nó hiếm. Đúng rồi. Có nghĩa con chống nó sẽ vô trong hang trước và nó lòi cái đuôi ra, nó vây vẫy. Có nghĩa là nó sẽ dụ mái vậy đó. Nó sung lên kỳ cờ là nó căng lên để nó dụ con mái. Và khi nó ép con mái vô hang rồi nó bắt đầu là nó gài chốt lại, giống như đóng cửa lại đó. Nó lấy hai cái càng nó kẹp lại là không cho con mái đi ra. Tới khi nào con mái xả trứng ra nó thụ tinh rồi con mái mới hết tác dụng, là nó đuổi ra khỏi hang. Quá hay luôn. Ok các bạn ơi, hôm nay gặp em là gặp Phi là rất là vui luôn. Tại vì Phi vừa mới kể cái câu chuyện mà cái hành vi của
cái dòng cá này khi mà nó bắt cặp với nhau rồi nó này nọ các thứ, thì Phi có nói một cái ý là có những cái khoảnh khắc nó rất là hay nhưng mà muốn quay nhưng mà đôi khi cũng không quay hết được. Dạ, giống như anh bên Igu anh cũng vậy, có những lúc anh ngồi ở ngoài anh ngắm nhìn á, có những cái hành vi mà tụi nó sinh hoạt đồ này nọ các thứ. Dạ, nó rất là hay, rất ấn tượng, mà chỉ có những lúc đó là giống như là vắng người hoặc là cái gì. Dạ, đó mình mới thấy rồi. Được thôi, đôi khi mình móc điện thoại ra mình tính quay thì nó lại trôi qua. Dạ, rồi cho nên thì... là đây anh có thể đi camera vô trong đây nè, có cái hồ này em đang ép là em phải dùng tới camera để em quay nó luôn á. Ok em, có nghĩa là vừa quan sát được cá nè và vừa quan sát được cái tập tính của nó luôn. Ừ, là nó như thế nào luôn. Đây nè, camera đây nè các bạn, camera đây nè. Người đừng quay kỹ quá, để nếu sao quay kỹ đi. Đó các bạn, thì bản thân mình á là ở dưới farm mình nó cũng 7-8 cái camera vậy, anh đặt cái chuồng để anh coi cái hành vi nó sinh hoạt như thế nào, thì cái đó mới là hứng thú các bạn, cái đó là cái mà nó làm cho mình xây đắm một cái dòng nào đó. Thì Phi xây đắm dòng này, mình xây đắm dòng Igu với rùa nữa. Có những cái khoảnh khắc mà mình thấy nó không biết diễn tả như thế nào, vừa nhìn cái thấy đã quá, vừa móc điện thoại ra là nó qua rồi, rất là hay luôn. Cảnh giống như là nó chiếm lãnh thổ nè. Ừ, nó danh giành cái lãnh địa của nó nè. Ừ, có những cảnh là nó dụ mái nè. Ừ, rồi có những lúc mà gọi là cái mà niềm hạnh phúc nhất của cái người mà gọi là lai tạo á, đúng rồi, là khi mà có kết quả, có thành quả, có ép tạo ra được trứng rồi nè. Ừ, rất là cực nha, từ trứng nè, nở ra con nè, con là còn bọc cái gọi là cái gì ta, cái noãn đúng. À, rồi bọc noãn đó, rồi hết noãn nè, rồi. Ừ, tới lúc trưởng thành nó có nhiều giai đoạn đó mà sướng à, mặt sướng sướng lắm, cái cảm giác giống như mình chinh phục vậy đó. Mình thành công đó. Giống như ngày xưa á, là khi mình nuôi á, là giống như mấy anh em nuôi bi thôi, cái mình siêu tầm mã một thời gian xong rồi bắt đầu đó mình chuyển qua, mình cảm thấy là mình chơi chuyên đi, chuyên một dòng nào đó. Ừ, bắt đầu chuyên một dòng nó xong rồi mình nuôi thời gian, bắt đầu mình cảm thấy là ủa sao mình không cho đẻ ta. Ừ, mình khi mình đủ chống mái rồi á, rồi bắt đầu mình thử coi cái dòng này nó sao, mà mình biết là trước giờ là rất ít anh em nuôi đẻ dòng này, tại vì những cái dòng mà dễ đẻ thì gần như anh em ai cũng nuôi được hết. Ừ, nó dễ lắm, nó đại trà lắm, nhưng mà những dòng mà nó khó đẻ khó nuôi thì mình lại thích chinh phục, giống đúng như rồi, mình nâng tầm của mình lên, cái nào cái khó mình phải chinh phục được là sướng, phải cố gắng chinh phục được. Nó cứ vậy, cứ thế từ từ á, là bắt đầu mình có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng mà thực tế này, cái bên nước ngoài á, em không có học hỏi được nhiều. Ừ, tại vì anh em mà họ cũng có những cái bí mật của đúng họ. Rồi đúng rồi, họ cũng không có thân đến nỗi mà họ chia sẻ cho mình giống như là một người bạn thân vô mình ngồi trao đổi. Cái nhất, cái thứ hai là cái khác biệt về ngôn chén ngữ. Cơm ta mà dạ, làm sao mà ta chia sẻ cho mình được, khó lắm. Có những anh em mà gọi là người ta chơi mà chơi gọi giống như mình á, không có kinh doanh á, thì người ta chỉ nhưng mà chỉ nó một cái mức độ nào đó thôi. Khi mà em đã làm rồi, thành công rồi, thì em mới thấy đúng là thật sự khi mà vào mình, giống như mình người là người cũ đi, mình muốn chia sẻ cho người mới vào cái bộ môn lai tạo đi, thì nó cũng khó nữa. Đúng, mình không biết là cái hồ người ta như thế nào, đúng, cho đúng, ăn đúng, tập tính thế nào, và con mái đã đủ cái thời kỳ, đủ cái đỉnh, cái thời điểm mà đã cho giao phối chưa, đã sinh sản chưa. Chứ nếu mà em nói chung là để có được một thành công thì trước đó rất là nhiều thất bại. Đúng rồi, cá chết có, đến nỗi nó ép mà cá nó chết luôn, chết cả con mái là mình không để ý, hư nước chết luôn con chóng luôn. Ừ, mất toi luôn cả cặp luôn. Đúng rồi, và nhiều khi là chóng mái rồi nó không hợp nhau, nó đánh nhau sầm hết, là biết bao nhiêu lần fail. Đúng rồi, và tới những lúc mà vậy lên, cho nên khi mà mình có thành công rồi đó, có kết quả rồi mình thích đó. Đến nỗi mà có những dòng mà nó dễ, em đối với mọi người thì có thể là khó, nhưng mà đối với em nhìn vô con cá là em nhìn em đoán được là tới lúc là phải đẻ. Chỉ cần bắt vào và em nói luôn trong vòng đúng một tuần này là sẽ có trứng, là sẽ thành công. Mà đúng là mình canh nhiều ổ rồi, cho nên mình biết là đúng là ngày đó là sẽ đẻ. Quá đúng luôn. Ok các bạn, thì giống như Phi vừa chia sẻ đó, thật ra nhiều khi nói về gọi là những cái chia sẻ về mặt kiến thức rồi thì anh em làm nghề nhiều khi cũng không tiếc đâu. Nhưng mà cái khó là nè, tại vì Phi bản thân mình cũng vậy, đứng ở hai vị trí rồi. Lúc mà mình là newbie á, mình người đi trước người ta chỉ mình á, thì cái người ta cũng khó. Tại vì người ta mình thì không có hiểu cái gì người ta chỉ. Ít nghe chúng ta có chung một vài cái định nghĩa với nhau thì chúng ta nói chuyện mới hiểu được. Còn lúc đó mình không biết gì hết. Cái người trên chỉ mình á thì cũng khó. Rồi tới lúc mà mình lành nghề rồi đó, thì lúc đó mình đứng ở vị trí chỉ lại, mình mới thấy cái khó của cái người chỉ. Tại vì giống như Phi vừa nói, đâu có biết các bạn nuôi như thế nào, con cá của bạn hiện trạng như thế nào, hồ như thế nào, đâu có nói chung chung được. Cho nên nhiều bạn hỏi mình về cách này cách kia thì mình vẫn chỉ. Tuy nhiên là mình nói là
em phải tự tay em trải nghiệm. Mình phải trải nghiệm mình mới có được những cái kiến thức đó cho mình. Còn bây giờ em kêu anh chỉ, ok anh sẵn sàng chỉ em, nhưng mà nó không phải giống như là pha ly cà phê mà anh chỉ em ba muỗng đường, đổ nước sôi vô và vậy là ra, nó không phải như vậy. Cái này là một cái bộ môn mà có thể nói là có khoa học ở trong đó nữa, cho nên là chúng ta phải chịu khó học hỏi, rồi chúng ta phải thực hành, chúng ta phải có những cái trải nghiệm riêng cho mình, thì từ từ những cái kiến thức đó mới là của mình. Thì giống như Phi cũng là newbie, rồi đam mê, rồi học hỏi, rồi có những cái bài học riêng cho mình, fail rất là nhiều nên mới thành công. Dạ, ok, chúc mừng em được ngày hôm nay. Dạ, ok bạn, mình xin dừng clip ở đây. Sẽ có thêm những cái clip khác nữa vòng vòng ở đây để chia sẻ tới mọi người ha. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye. Bye bye.